Vào lên đi con. Rồi, bây giờ sao cho nói đi. Nói lớn lên. Dạ không, cái dơ tay lên dễ. Rồi cắt cái dơ ra mà nói chung trái cái bình thường. Là không được. Dạ. Rồi bị bao lâu à? Dạ thì bị chắc cũng được 4-5 tháng. Mà đi chụp hình, có thể chụp hình. Dạ. Cái cột sống đó, nó thì ở trên thì cái lưng thì nó cong từ đó giờ rồi. Rồi ở dưới này nó hơi bị dẹo. Hơi bị dẹo rồi ở dưới các cái hôm đó tôi có té mà té ngồi thôi. Yeah. Thì nó lại bị chặt cái đốt sống. Yeah. Ở phía dưới này. Ở dưới đó. Dưới nào? Ở dưới này. À, rồi được rồi. Có hình. Yeah. Rồi được rồi. Rồi đi chữa thì sao rồi? Yeah, đi tới chữa bác sĩ đó là chuyên về xương. Về xương rồi. Yeah, đây là Bone and Beyond. Dạ yeah, là cái chỗ cái viện đó nó tên đó. Thì cái đầu thì cái nhiều cái tư thế lắm. Nếu mà tư thế nằm á thì cái đầu mình treo cái cục cân là 2 kg. Đúng rồi. Dạ rồi nó có rung cái thằng gỗ rung. Rồi ở dưới này thì có kê mấy cái hai cái cục tròn đó mềm mềm thì rút rung gỗ, còn một hồi nữa đó thì cũng treo mà không rung gỗ, rung ở dưới này. Đó là một động tác. Rồi có cái thì mình nằm sắp xuống vậy nè. Rồi chân thì có khi thẳng, rồi có khi hai cái chân nghiêng qua một bên. Dạ. Rồi cái đó. Nhưng mà cái kết quả là sao? Dạ thì mới bắt đầu thì nó lúc mà chưa chữa đó thì nó đau. Nó đau nhiều mà chữa thì nó bớt đau. Bớt đau. Dạ bớt đau rồi rồi nó cứ giữ cái tư thế đó. Đứng không, gì à? không thêm rồi. Chị đứng về đi. Rồi. Chị đứng về nhìn đi nè. Rồi giơ tay lên. Giơ hai tay lên. Không có một tay thôi. Đó, đó, tôi đó chứ rướng vậy nè ha. Rồi ok. Rồi, chị quấn đưa tay đi chảy rỡ về cổ tay mình này có được không? Không được. À, không được phải không? Dạ. À, nó rất khó phải không? Dạ. Rồi đường tới đó thôi phải không? Dạ. Ok. Rồi quay lưng lên đây. Rồi, giở cái tay ra sao để được bao nhiêu? Đó, được tới đây thôi. Ok. Rồi được rồi. Đi qua đây đi. Rồi, giữ cái tay này trước. Bây giờ chị dở tay lại thế này. Không, cái tay đau vậy. Thấy có khác không? Nó nhiều hơn tới rồi, được rồi. Bây giờ con đem. Đứng như là đó vậy đó. Đó là kêu ha. Rồi nâng lên. Sướng rồi. Đi đâu?
vô rồi nó vô rồi. Yeah.
xương gần đã lỏng ra. Giật. Đau chứ? Hôm qua giờ có nhịn ăn chưa? Phải nhịn ăn mà. Đâu, uống nước ớt là gì? Dạ, nhất là nhịn ăn nè, mà không nhịn. Tại vì mới kêu nhịn ăn, mọi người biết tại sao cái trong cái axit nó tăng, cho nên mới làm cho đau vậy, cho nên bắt buộc là phải nhịn ăn. Lên đầu. Không nhịn ăn là không hết rồi. Anh ngủ. Rồi, được rồi, cứ nằm sấp lại. Nằm sấp. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.